Hello, chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cách cắt kim Flosu phiên bản mới nhất là phiên bản V60. Hôm trước thì mình đã hướng dẫn cách tải rồi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cách cắt kim. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cách cắt kim thủ công nhá. Đó, để cắt kim được thì các bạn sẽ bấm vào chữ cắt kim cho mình. Đó, bấm vào chữ cắt kim. Sau đó thì các bạn sẽ đóng game đi và các bạn mở cho mình cái app Google Chrome. Đó, bây giờ thì mình sẽ đóng game đi nhá. Đó, và các bạn sẽ mở cho mình cái app Google Chrome để nó mượt nhất. Đó, cái Google Chrome này nó của Google, nó cực kỳ mượt. Sau đó thì các bạn dán cho mình cái link key vào đây. Đó, dán vào đây và các bạn sẽ bấm OK. Đó. Và ở cái bước này thì các bạn sẽ đợi cho mình 10 giây nhá. Nó sẽ yêu cầu các bạn 10 giây. Thì thường thường ạ thì nó sẽ có cái bước đầu tiên là cái bước mã captcha đấy. Thì các bạn chỉ cần kéo cái hình vào đúng cái hình nó yêu cầu thôi là các bạn sẽ qua được cái mã captcha đó. Và các bạn sẽ đến cái bước đợi 10 giây. Cái bước đợi 10 giây thì các bạn chỉ cần đợi đủ 10 giây thôi là nó sẽ sang được cái bước này. Cho nên mọi người nhé, mình đang bị ốm cho nên là mình nói thì thỉnh thoảng nó sẽ bị ho. Mình sẽ cố gắng làm một cái video thật nhanh nha các bạn. Ở cái bước này thì các bạn sẽ kéo xuống cho mình, và các bạn sẽ bấm vào chữ Get Flosu Android Free. Đó, tại đây thì nó sẽ ra cái bước như này. Thì các bạn sẽ bấm vào chữ màu vàng cho mình, bấm vào da cam. Sau đó thì nó khi mà nó tích V và số 1 thì các bạn sẽ bấm vào Remote. Thì nó sẽ mở ra một cái trang khác. Thì các bạn nhanh tay các bạn đóng cái trang đó đi. Đó, mình sẽ bấm Remote cho anh em xem nhé. Đó, nó mở cái trang khác này, các bạn đóng đi cho mình. Và nó sẽ quay ở cái bước thứ hai. Cái bước thứ hai này các bạn muốn fix nhanh nhé thì các bạn chỉ cần bấm lại vào cái link này, sau đó các bạn sẽ bấm OK cho mình. Đó, các bạn bấm lại vào cái link, các bạn bấm OK. Đó, thì nó sẽ fix luôn ở cái bước thứ hai. Đó, bây giờ các bạn sẽ làm lại nhá. Các bạn đợi này, nó đợi nó load xong này mình sẽ làm cho anh em xem. Đó, các bạn sẽ bấm Get Flosu cho mình. Đó, bấm Get Flosu nhá. Đó, như vậy là nó sẽ vượt qua luôn cái bước thứ hai. Đó, đơn giản không? Cái bước này thì các bạn sẽ đợi cho mình một chút nữa. Đó, đợi cho mình khoảng 5 đến 10 giây thì nó sẽ tự động chuyển hướng. Và khi nó chuyển sang cái bước tiếp theo thì các bạn làm tương tự như vừa nãy thôi. Đó, gọi là tương tự nhá. Các bạn sẽ kéo xuống này, kéo xuống các bạn sẽ bấm vào Get Flosu Android Free. Đó, tại đây thì các bạn làm tương tự, các bạn sẽ bấm vào nút màu da cam. Đó, các bạn tiếp tục bấm vào Remote, sau đó các bạn tắt bỏ đi, đóng vào cái trang nó nhảy đi. Ở cái bước này thì các bạn tiếp tục bấm lại vào cái link và các bạn sẽ tìm lại cái link thì nó sẽ tự động mở key luôn. Đó, nó sẽ tự động vượt qua cái bước này, rất là đơn giản như vậy thôi. Mình sẽ đợi nó tải xong này, sau đó thì mình sẽ bấm Get Flosu Android Free. Đó, các bạn bấm vào đây cho mình. Đó, thì nó sẽ tự động get key xong. Đó, các bạn thấy không, rất là đơn giản như vậy thôi. Đây là cái mẹo để mình get key cực kỳ nhanh. Đây là cái get key thủ công nhá, dành cho tất cả những bạn nào lần đầu tiên chơi cái này, lần đầu tiên sử dụng cái phiên bản này thì các bạn get key thủ công thì nó sẽ bền hơn. Còn các bạn vào cái nhóm Discord thì thỉnh thoảng nó bị lỗi hoặc là nó quá tải nó không vào được thì các bạn cũng không thể get key được trong nhóm Discord đâu. OK, thì bước này thì tất cả các bạn đều biết get key cái Flosu này thì mình xin dừng clip đây. Các bạn thấy video hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ cho giúp mình để có động lực để làm nhiều video hay và hữu ích cho anh em xem. Một cái yêu cầu nhỏ nho như vậy thôi. Còn bây giờ thì OK, bye, chào mọi người.